Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay đoàn công tác của tỉnh Đồng Tháp do ông Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình chính sách ở huyện Tân Hồng. Đoàn đã đến thăm 3 gia đình có công với cách mạng và thân nhân tiêu biểu ở thị trấn Sa Rài, xã Bình Phú và xã Tân Hữu Cơ. Tại mỗi nơi đến, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống các gia đình, bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp to lớn của các gia đình trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Dịp này, đoàn gửi tặng mỗi hộ gia đình phần quà là 2 triệu đồng tiền mặt.